Hello, xin chào anh em, chào mừng mọi người đã quay trở lại với shopmonsu.com, địa chỉ mua bán các cái chất lượng. Ở trên shop của mình hiện tại bây giờ đang có nhận giao bán rất nhiều và rất nhiều ác game. Orange bao quy, danh tướng bao quy, thiếu niên tướng bao quy, kho báu huyền thoại, hải tặc đại chiến, vân vân và mây mây. Rất nhiều tựa game được giao bán ở trên shop của mình. Người chơi có thể truy cập vào website để tìm mua những cái ác game mà mọi người cần. Và cũng có thể đăng bán app game trên shop của mình bằng cách liên hệ với mình. Tất nhiên là sẽ mất một khoản phí nhỏ và có thể thoải mái đăng bán app. Ok. Ok, hello, xin chào anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Vẫn là mình, Monsu đây. Ngày hôm nay thì cái giải đấu liên server của Trung Quốc nó vừa mới diễn ra. Ở đây là máy chủ iOS nhé. Đấy, thì anh em đã biết thì có lẽ là mình đã làm rất là nhiều video về thanh niên top 3 của server này rồi. Đấy, là một thanh niên quá là bá đạo, liên tục cần thanh niên top 4 chứ không phải top 3. Thanh niên là top 4 của server luôn, của máy chủ luôn, lần lượt cân tất cả mọi thứ. Đấy, tất nhiên là với cái mức cỡ lực chiến là 100 quên tỷ rồi lộn cái mức lực chiến là 1.002.000 thì nó thấp hơn so với những thanh niên top khác. Nhưng mà cái vấn đề là thanh niên này nó lại thuộc S1. Đấy, còn những ông kia thì server nó cao hơn, anh em thấy không? S503 này xong rồi S514. Đấy, hai cụm server này hai cái server này có hai thanh niên được chuyến đẩy nhanh dã man luôn. Chơi sau có khi khoảng tầm nửa năm hay tầm 1 năm ấy. Phải tầm 2 năm ấy. Mà đẩy lực chiến khiếp như vậy. Nhưng mà không, dù là như vậy đi chăng nữa ấy, thì thanh niên thanh niên của S1 này vẫn là có cái độ chất riêng của ông ấy. Bởi vì rất nhiều những cái giải đấu, kể cả lần trước anh nhìn top 4 luôn cơ. Cần rất là nhiều lần rồi. Đấy, và hôm nay mình sẽ show trận PK này của thanh niên này cho các bạn xem. Đấy, đầu tiên sẽ là một trận với ông top 1 server thời điểm tại bây giờ. Đấy, đây là S503, đây là top 1 server. Đấy, ông top 1 server này sử dụng đội hình của Đông Ngô các bạn. Rất là chăm chỉ dùng đội hình của Đông Ngô luôn. Hình như âm hơi to, chắc phải cho nó thấp xuống một tí. Rồi, ok. Đấy, đây đội hình Đông Ngô của bạn đây. Đấy, đây là những con gọi là thần thú mới, thần thú xịn sò mới. Đấy, đây là đội hình Đông Ngô với Tôn Sách và Chu Du. Đấy, không biết con nào là đam chủ lực thôi. Còn đội hình của ông này thì là đội hình team thục thuần. Đấy, đội hình này có một cái lạ, đó là đội hình của bạn đấy thì lại không dùng mã siêu. Đấy, cũng không dùng Khương Duy. Đấy, mà lại dùng Lưu Bị. Đấy, chỉ có cái điểm khác đó ở trong đội hình của bạn mà thôi. Đấy, so với các team khác. Rồi, mình đã show trận PK của ông này trước. Đấy, mặc dù là tranh nhau thực sự mà nói ấy, cái mức cỡ lực chiến này ấy, tranh nhau không quá nhiều. Nếu như tranh nhiều mà win được ấy, thì chúng ta sẽ phải hỏi sang Android. Đấy, máy chủ Android có những trận lật khoảng tầm 30-40 triệu vẫn lật được kèo. Đấy, nó đẳng cấp hơn. Nhưng mà ông này nói chung là cỡ top thì nó sẽ build không ít khi lỗi ấy, mà nó đánh rất là kinh luôn. Tất nhiên chúng ta sẽ gặp một trận giữa Thục và Ngô trước. Tỷ số là thua trắng 3 trận thôi. Kinh khủng thật sự. Đấy, nào, chúng ta cũng sẽ vào một trận PK trước đi. Tốc độ này, ui, tốc độ mình để nhanh quá các bạn ạ. Rồi, mình sẽ tắt cái này đi. Đấy, mình sẽ tắt cái mode, cái này nó là mode speed của game nhé, không phải là mode speed của bên ngoài đâu. Đây là mode của game luôn đấy. Nhanh quá. Ui, mới vào kiểu vỗ mồm. Ông này ông không dùng mã siêu, với lại là ông có dùng Khương Duy mà xong ấy mình không nhìn thấy có ra con Khương Duy nhỉ? Không dùng mã siêu mà lại dùng bàng thợ, quên, dùng Lưu Bị. Đấy, mới vào thấy mẹ Chu Du với Tôn Sách gõ mồm tung cả đội hình lên mà vẫn thua. Kiểu thắc mắc nhỉ. Kiểu này kèo này lại Triệu Vân cân tất rồi. Nhìn kèo này mà win được thì chỉ có Triệu Vân cân tất thôi không. Bởi vì mẹ mới vào trận phát thì mẹ Chu Du với Tôn Sách nó gõ bay luôn cả một hàng rồi chứ. Dập cái hàng trước nát luôn ấy. Thế mà vẫn win được. Chứng tỏ lực khiếp nhỉ. Lực của Triệu Vân kinh khủng vậy luôn. Dã man. Đấy, hàng trước là tính là nó vét sạch sẽ luôn. Uầy, Triệu Vân, uầy, định mệnh quả bạo kích của nó kìa. Triệu, uầy, định mệnh một vẩy đi một hàng ạ, à. Ai da. Á, chà chà chà. Uầy, khiếp khủng nhờ, thế lực của top đây.
đây mới là những cái trận PK mà đáng lý ra chúng ta nên xem. Bởi vì sao? Chí ít là chúng ta có thể xem được cái lực đánh của những con tướng của bên họ đấy, chứ không phải là chỉ trận đấu mẹ cả trận chỉ trông chờ vào con thần thú đấy. Tất nhiên là thần thú nó vẫn có lợi ích rồi, nhưng mà thế này mới gọi là lực, đâm một phát cho mày thốn dã man luôn đấy. Mạnh đâm khiếp đấy. Đi con mẹ cứ một tơn một hàng không vãi, cỡ như chu du mà nó cũng gạt cho một tơn ạ, một tơn đánh mà nó là đi luôn ạ. Ui chóng vánh thế nhở. Ui đây đây, cái kèo này nó mới gọi là căng này. Đấy, kèo này nó còn cứng hơn một chút chứ định mệnh. Kèo của Triệu Vân đâm chu du mẹ oảng dã man luôn ạ, khiếp thật. Má cho bốn, trong vòng 4 tơn là 4 lần nộ, 4 tơn là 4 lần nộ. Và định mệnh chẳng qua là tôn sách có cái hậu thuẫn thôi. Định mệnh thì mới sống vào tơn đấy chứ không quả đâu gà, chắc chết luôn ạ. Câu chuyện này đánh chóng vánh đã man luôn. Chắc là những trận sau tôi cũng không nên, không cần phải quá sâu chi tiết cho mọi người nữa, bởi vì kịch bản nó cũng sẽ không khác một chút nào cả. Tôn sách đã mù thành công nhưng mà vấn đề là không mù được vào con tướng chủ lực của team họ, và tướng chủ lực của team họ quá khủng, thật sự khủng khiếp luôn. Thôi cho anh em xem trận nữa không được. Địch mạnh chủ lực của team nó kinh quá các bạn. Anh hay dã man luôn đấy. Nó vẩy rát thực sự luôn. Vẩy một phát này. Mất hút luôn ạ. À, nó cứ một đâm là một một hàng, cứ một đâm là một hàng. Không nói nhiều. Sợ thật. Lực thế nhỉ? Trận này là của top 4 và top 1. Đấy, trận một trận bán kết thứ hai là trận của top 2 và top 3. Đấy, thì trận đấy thì không có kịch bản, nó không có gì khác biệt cả. Ông top 2 vẫn win. Đấy, còn tiếp theo đến trận chung kết. Đấy. Công nhận là lực thế à. Ông top 2 nhưng cũng là chơi đội hình tiêm thục. Đấy. Cũng chơi đội hình tiêm thục. Tôi 4 cân cả server rồi. Tôi 4 cân cả server rồi. Mày khỏe quá. Đam nó to quá trời ơi. Cái hàng này mẹ kiểu có main mủng với kiểu ấy. Main không phải đối thủ của nó luôn rồi chắc chắn. Hai con tướng chủ lực kia thôi. Những con này gọi là những con gọi là gây sát thương, gọi là rút bớt được tí máu nào thì rút, xong rồi mẹ những tơn sau thế Triệu Vân nó đâm. Triệu Vân nó đâm cái này là chết rồi. Triệu Vân nó cứ đâm xong nó lại hồi máu xong rồi nó giết người nhanh này ấy. Nó lại kích hoạt được cái nội tại hiệu ứng không chế của nó. Ui quả này đâm không không chết này. Thôi tôi nói đùa vậy. Cũng trong một nốt nhạc thôi, mày cứ một gạt là đi một hàng ạ. Không sai. Nó lại hồi đầy nộ xong tơn tơn hai nó lại đâm tiếp. Nếu như tựa game này nó không giới hạn lượt nộ trong vòng một hiệp thì tôi nói thật đó thực sự là điều khủng khiếp nhất. Ai những đội hình nào mà gặp phải kim thục, đặc biệt là gặp phải Triệu Vân. Ngày xưa thì chúng ta sẽ có một cái set kèo giữa Triệu Vân và Trương Liêu, khi mà hai vị tướng nam hàng dọc này có lượng sát thương vô cùng là lớn. Nhưng thời điểm hiện tại bây giờ thì Trương Liêu thật sự là rất khó để lật lại được Triệu Vân. Triệu Vân bây giờ sức của nó quá là khỏe, cộng với cái dàn support của team thục nó cũng rất tốt luôn. Các tướng sát thương dạng support của nó quá hay luôn. Ghê chứ. Tên này chắc phải đến hiệp thứ tư, không biết là có đâm chết được không, nhưng mà chắc là tôi cũng mạnh mạnh dạn đoán là trong vòng 4 hiệp. Kích hoạt nội tại của Ấn Huy. Bên Trung Quốc tôi gọi là Ấn, chơi bên bản Trung Quốc bọn tôi gọi từ đầu nó gọi là Ấn Huy. Với bản Việt Nam gọi là gì? Này. Không, không ăn thua, không ăn ăn thua. Máu còn có nửa này nó đâm là chết. Tôi định đoán là có khi để sang đến tơn thứ 5 nhưng mà không. Càng lắm. Tỷ lệ còn có một vị tướng này. 4 tơn. Đúng 4 tơn không hơn không không kém. Hay quá nhỉ. Uầy, đây là trận đấu giữa ông ấy, xem là chúng ta xem đội hình của ông top 2.
Tobias Server đấy, ông ấy cũng là đội hình của Thục nhưng mà ông ấy lại không dùng lưu bị đấy, ông ấy không dùng lưu bị. Ngoài ra mạnh cho xem đội hình kia cũng dùng Quan Vũ mà đấy, có dùng Quan, có dùng Quan Vũ này, nhưng mà đấy là đội hình hiện tại. Nhưng đội hình trong trận đấu này thì ông ấy lại dùng con Khương Duy ở đấy. Đấy, đội hình team này cũng dùng Quan Vũ đấy, thay bằng thay Mã Siêu cho vị trí của Lưu Bị mà thôi. Còn ông top 3 xem nào, ông top 3 cũng chơi đội hình này. Đấy, chúng ta sẽ không có gì xem. Đấy, trận đấu thì là chúng ta đều thấy được rồi. Đấy, 4 tháng 3. 4 tháng 3, nói chung là cũng áp đảo chứ không có kiểu ngang kèo. Nào, xem một trận rồi chúng ta xem trận thua xem. Ở trận này thì lại đổi sang Quan Vũ rồi. Ông mày đổi team mày chóng mặt thế. Rồi, giờ chúng ta sẽ được xem cái kèo. Ở đây, mẹ kèo này là mẹ kèo ăn đẹp này. Kèo này mới gọi là kèo đáng để xem vậy. Hai team lực chiến chênh nhau một chút và đội hình như nhau như nào. Tại vì sao ông kia lại win được? Nếu mà là 4 tháng 3 ấy, với một đội hình có sự thay đổi với đội hình rồi. Có sự thay đổi với đội hình. Có sự thay đổi với xếp đội hình rồi. Bởi vì nói là 4 tháng 3 thì thực sự nó là do thực lực. Trận thắng của ông kia mới thực sự chỉ là may mắn. Uầy, ra các lượng dạo này lại có quả hóa thạch lại chất lượng thế nhở. Nào, xem lực nào. Kiểu như là con nào đâm trước con ấy ăn. Dã man. Rồi, chết Mã Siêu không? Ta bán là không. Nhưng mà Mã Siêu lại không đánh vào mục tiêu cần đánh. Được quả bằng thống đỡ đòn rất là chất luôn nhé. Bởi vì sao? Đáng nhẽ là choáng nhưng mà chẳng may nó chết. Thế là nó lại mất hiệu ứng rồi nó lại hồi sinh lại với hiệu trạng, với một cái trạng thái không dính hiệu ứng gì cả. Đấy. Chịu ơn bên này đau lớn quá. Chơi quả Quan Vũ là hợp lý nhở. Chơi quả Quan Vũ là rất là hợp lý luôn. Xét kèo lại con Quan Vũ đẹp luôn này. Nhưng mà định mệnh bên kia lỗi. Kèo Quan Vũ đúng chất luôn, đẩy con Quan Vũ vào có lợi ích thật sự luôn. Thế là team bạn hoảng rồi. Triệu Vân không chơi được. Phun nộ đứng chết thôi. Thế là Triệu Vân bên này cứ thế nó đâm thôi. Nhưng mà Triệu Vân này còn một chấm máu à. Chứng tỏ là nếu như mà Triệu Vân bên kia mà được sổng xích thì thật sự nó là một nỗi ám ảnh rất là lớn luôn. Chắc chắn. Thôi xong, nó hồi nộ nó đâm rồi nó hồi lại được HP thì mấy toang mà. Toang. Toang định mệnh gãy nặng rồi. Nó nhảy cho nó khạc một cái mất hút luôn. Bảo mà Triệu Vân nó nộ và nó dùng kỹ năng nhiều quá. Kiểu rất là áp đảo luôn đấy. Áp đảo gần như toàn bộ luôn đấy. Đánh rất là mạnh. Khủng khiếp. Áp đảo hẳn team địch luôn. Nhưng mà kèo này là Triệu Vân team bạn lỗi. Triệu Vân team bạn bị bắt. Nói chung là anh nhân này xếp team counter đẳng cấp vãi đái luôn. Đổi đội hình để đánh với top khác. Vậy rất là nhanh, hợp lý. Đấy mới thực sự là cái não đấy. Chơi S1 mà. S1 mà não to. Chơi game thời gian quá lâu rồi. Nó phải khác. Trận này là trận thua. Trận thua ta sẽ biết lý do luôn. Khóa mít. Kháng tốt nhỉ. Mà biết là bên kia chơi Quan Vũ à. Chứ thường thường mình cũng thấy là người ta cũng có thể dùng Quan Vũ thật. Người ta thích dùng kiểu Khương Duy ấy. Đợt chuộng con Khương Duy dã man luôn. Nhưng mà có lẽ là bây giờ team Đông Ngô đang đi hơi xuống. Đấy. Cái kèo đánh với ông Chu Du kia thì anh em cũng thấy rồi. Bởi vì ông ấy dùng đội hình Chu Du nên là
À, định mệnh hóa thạch được. Hóa thạch được cái triệu bên bên này không 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 bị khóa đúng không? Triệu bên này không bị khóa. À bị mà. À, vẫn xét được kèo. À có thể là mã siêu nhảy vào à? Khả năng cao là à, không. Cũng không. Mã siêu chọc Lưu Bị. Nửa cây máu kìa. Cái kèo đánh với ông Chu Du kia thì ông ấy dùng con Khương Duy chứ không dùng Quan Vũ nữa. Đấy, một nước đi rất là hợp lý luôn. À, chặt lại kèo bên này thì lại tiếp tục sử dụng Quan Vũ. Như vậy chúng ta có thể thấy rõ ràng là dù là một team căn bản đến từ việc sốc đam ấy, nhưng mà nếu như chúng ta có quyền lựa chọn thì cái việc lựa chọn thêm một con hỗ trợ nó vẫn ngon hơn là một con thêm sát thương đúng không? Đấy, rõ ràng là thêm một con Lưu Bị nó vẫn hơn hẳn một con Mã Siêu. Vẫn hẳn luôn. Đau đớn thay. Kèo này Quan Vũ vẫn làm ăn chất dã man luôn, vẫn bắt rất chuẩn. Có khi lại hóa thạch phát nữa rồi. Không máu 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 ít quá, máu ít quá. Máu ít ít quá. Có ăn có ăn, không có Triệu Vân là không ăn được rồi. Ra cát lượng không thể nào giết được Triệu Vân đâu. Có khỏe lắm. Bên kia chuyển sống nó vòng một tơn nữa thôi là mọi chuyện kết kết thúc hoàn hoàn toàn luôn. Không thể nào có cửa lật. Cái này con Triệu Vân mất bóng sớm quá. Hay phết nhỉ. Đấy, chúng ta có thể thấy Triệu Vân nó không chết là mọi chuyện kết thúc. Thực sự luôn. Chắc chắn xong. Đấy, kể cả là có giết được Triệu Vân đi chăng nữa nhá. Thì cái việc cái đống tướng còn lại đủ lực để ăn lại cái dàn tướng bên kia là cũng là một chuyện rất là khó thôi. Không có Triệu Vân thì rất khó kết thúc team địch. Team của họ rất là nhiều tướng đang còn khả năng gây sát thương mạnh. Khó ăn. Triệu Vân nó còn chưa hề nộ luôn. Triệu Vân nó còn chưa hề nộ luôn. Đây Quan Vũ phun nộ này. Quan Vũ phun máu. Mà nó vẩy là đi luôn con Quan Vũ này ấy. Trận này là đúng là kiểu ra ra cát lượng cứu cứu team. Còn lại thì rất là khó. Rồi. À, không biết có cần nên xem thêm một vài trận nữa không nhỉ? Nhưng mà có lẽ là kết cục của những trận đấu khác thì nó cũng sẽ như vậy thôi. Nó chỉ là một trận cân cân kèo của Triệu Vân nó đâm cả. Đấy. Ok, nói chung là video ngày hôm nay thì mình xin phép kết thúc ở đây thôi. Đấy, mình sẽ show cho anh em một vài trận PK rất là thú vị của bên top máy chủ iOS. Đấy, mình sẽ xem bên Android có cái gì thú vị hơn thì mình sẽ show cho mọi người sau nhá. Ok, ngày hôm nay thì xin phép kết thúc ở đây thôi. Anh em theo đừng quên like, share, subscribe kênh chúng mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye mọi người.